Dạ anh Trai ơi, xe của mình nó đã lên trên một rồi. Tí xíu nữa em sẽ gửi toàn bộ video của quá trình mà bàn giao lên trên một cho anh nha. Cảm ơn anh Trai đã tin tưởng và ủng hộ em Kim qua online. Chúc anh Trai cũng như là quý công ty về mình làm ăn phát tài phát lộc đại cát đại lợi nha. Với lại cả sản phẩm này nè, đem tới cái công trường á, em Kim cũng hy vọng rằng là nó làm hài lòng cho tất cả các anh em tại công trường công trình và đem lại cái hiệu quả tốt nhất có thể, cũng như là về cái tính chất thẩm mỹ và cái tính chất công việc mình khai thác mà một cách hiệu quả nhất nha. Chúc công ty luôn phát triển mạnh mẽ, mỗi ngày ký được nhiều hợp đồng lớn nhỏ mọi trên mọi miền tổ quốc anh Trai nha. Chiều ngày hôm nay em Kim bàn giao một cái chiếc máy đào Hitachi Yaship 55UR. Thì cái dòng sản phẩm này đã được anh Trai ở miền Tây chốt qua online ha. Bây giờ là trong cái quá trình mà em bàn giao bảo dưỡng mấy ngày rồi. Với lại cái bộ cần này là do em Kim độ ra cho khách thêm khoảng 2 tấc ha, 2 tấc 2 vậy. Độ thêm cho khách để mà nó phù hợp với công việc á. Nhiều công trình đó thì cần xe nhỏ gọn để dễ vào, nhưng mà cái cần này cho nó tương đối là nó cao một chút. Dở lam lên. Thì anh Trai này thì thêm về nước sơn rin. Thì hầu như là giữ lại rin toàn bộ hết, mình không có sơn hay giảm giá gì hết đó. Chỉ có nói cần ra thì buộc mình phải sơn lại cái nơi mà mình nói cần thôi. Rào cũng rào rin, bảo dưỡng lọc lược nhớ máy đồ các cái, nói chung là kiểm tra nó cũng khá là chi tiết luôn rồi. Đấy, thì xe nè, nãy giờ là cô chú anh chị mình nghe cái video mà không có nghe được cái tiếng máy luôn, nó im ru và rù luôn, chạy nhưng không chạy vậy đấy, nghe tiếng máy không, chạy nhưng không chạy luôn đấy. Anh Trai này mua online đây thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà em bán online, mà em bảo dưỡng theo cái yêu cầu của khách hàng nè. Anh chị mình nghe cái tiếng máy không, im ru và rù không có nghe được cái gì luôn đấy, nghe cái tiếng em còn lớn hơn cái tiếng máy đấy nữa. Đấy rồi, cũng xin thông báo đến anh Trai là hàng của mình em Kim đã bàn giao rồi, khoảng tầm vài tiếng đồng hồ nữa là sẽ tới công trình tạm biệt Bạc Liêu cho anh Trai ha. Đấy, em Kim cũng rất là biết ơn và cảm ơn ship ủng hộ em Kim qua online, vì cái mức độ tin tưởng thì mình mới mua online đúng không ạ. Rồi phải là hoàn thành nhiệm vụ rồi anh Trai, vừa xe vừa búa ha, chuẩn bị xong hết rồi, đường ống đồ cũng có sẵn hết luôn đấy. Ga thì làm thêm cái ga cơ để dự trù thôi, chứ còn ga điện vẫn xài ha. Đấy rồi. Dạ anh Trai ơi, xe mình bây giờ xuất xưởng nhanh. Đó, một vài tiếng, khoảng 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ nữa là tới Bạc Liêu. Đó, em cảm ơn anh Trai đã ủng hộ nha. Như là video này gửi đến toàn thể cô chú anh chị nào mà đã chuẩn bị tham khảo những mặt hàng bên Thoa Em Kim thì cứ yên tâm mạnh dạn chốt máy online nha. Đây là cái sản phẩm mà anh Trai chốt online. Đó thì em bảo dưỡng theo cái yêu cầu của khách hàng là giữ nguyên rin. Đấy, độ cái cần ra 2 tấc 1, 2 tấc 2. Đấy, để phù hợp với công việc ha. Rồi. Xuất phát thôi. Chúc em về dưới ăn ít, làm nhiều em nhé, làm giàu cho chủ.